Mercedes-Benz C300 AMG là phiên bản hoàn toàn mới được giới thiệu và ra mắt trong thời gian vừa qua. Ngay sau đợt ra mắt phiên bản E-Class mới, đây là phiên bản mới đại diện của dòng xe C-Class được mọi người mong chờ nhất khi được trang bị trên mình hàng loạt những công nghệ hiện đại tiên tiến nhất của hãng. Thay đổi từ nội thất và ngoại thất cho đến động cơ trang bị cảm giác lái rất chắc chắn và êm ái. Hứa hẹn cùng hai phiên bản Mercedes-Benz C200 và C200 Avantgarde Plus sẽ bùng nổ doanh số vương ngôi vương trong phân khúc thời gian tới. Giá xe Mercedes-Benz C300 AMG 2023 lăn bánh ước tính bao gồm thuế trước bạ, phí đăng kiểm, biển số, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Dưới đây thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn các khu vực như sau. Giá xe lại Mercedes-Benz C300 AMG 2023 giá liêm yết là 2 tỷ 199 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội là 2 tỷ 470 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại thành phố Hồ Chí Minh là 2 tỷ 400 triệu. Giá lăn bánh tạm tính tại tỉnh là 2 tỷ 430 triệu. Chương trình khuyến mại hỗ trợ cho khách hàng trong tháng 2 năm 2023 là giảm ngay tiền mặt trực tiếp vào giá bán, tặng bảo hiểm vật chất tặng gói phụ kiện giá trị cao, tặng phiếu thay dầu bảo dưỡng toàn bộ xe trong 3 năm, lái thử xe miễn phí. Với kho xe đầy đủ các màu, anh chị và các bạn hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các thông tin mới nhất. Các bác lưu ý giúp em cái giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo chưa bao gồm giảm trừ khuyến mại tại đại lý cũng như có thể thay đổi tùy theo chiến dịch của tháng. Hiện ngân hàng sẽ hỗ trợ cho anh chị và các bạn khoản vay từ 80 đến 85% cho mẫu xe Mercedes-Benz C300 AMG. Kênh mua bán ô tô sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn số tiền vay và cần thanh toán trước cho đại lý để nhận xe. Dòng xe Mercedes-Benz C300 AMG với mức giá niêm yết là 2 tỷ 199 triệu, mức vay 80% tương đương số tiền anh chị vay là 1 tỷ 759 triệu và cần trả trước cho đại lý là 641 triệu để có thể nhận xe. Để các anh chị và các bạn có thể rõ hơn về thông tin lãi suất ưu đãi và nhận được cái hỗ trợ uh, trực tiếp từ đại lý thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin đầy đủ, bảng kê chi tiết để các bác có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Với Mercedes-Benz C300 AMG với những cái thiết kế hiện đại, tươi mới phù hợp với nhóm khách hàng trẻ tuổi. Trang bị hệ thống đèn chiếu sáng trên xe là trang bị Digital Light. Trên các phiên bản cao cấp Mercedes-Benz C300 2023 có mức giá dễ tiếp cận khi so với các đối thủ. Không gian nội thất của chiếc xe sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu và những cái tính năng công nghệ mới ở trên chiếc xe được tích hợp trên mẫu xe này với bảng đồng hồ kỹ thuật số là 12,3 inch sau vô lăng và màn hình giải trí trung tâm là 11,9 inch. Đèn viền LED 64 màu. Cửa sổ trời toàn cảnh Riêng phiên bản lắp ráp trong nước thì có thêm 15 loa Bumester 3D cùng với công suất lên tới là 710W. C300 AMG trực trang bị hệ thống nốp nope run fast cảnh báo điểm mù, khóa cửa rảnh tay. Mercedes-Benz C300 2023 sử dụng hộp số tự động là 9 cấp với khả năng chuyển số bượt mà. Nhiều trang bị an toàn, cao cấp như là 9 túi khí, cam lùi, cảnh báo điểm mù, gương chống chói, tự động hỗ trợ phanh ngừa va pha chạm, hỗ trợ độ phanh tự động, cảnh báo mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, vô lăng lái cảm giác bượt mà với hệ thống trợ lực lái và phản hồi mặt đường tốt, với khả năng cách âm khi chạy trong phố rất là tốt. Phản ứng thân xe nhanh lẹ và kích thước nhỏ, trọng lượng xe giúp những chiếc xe có thể lái tự tin hơn. Chất lượng âm thanh cao từ dàn loa thương hiệu, điều khiển màn hình trung tâm nhạy với những thao tác nhanh. Hàng ghế sau của chiếc Mercedes-Benz C300 AMG 2023 có độ ngả lưng lớn, khoảng duỗi chân và trần xe thoải mái. Tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, phù hợp cho những người chưa tự tin khi đùi xe. Và vừa rồi thì kênh mua bán xe cũ đã cập nhật cho anh chị và các bạn thông tin giá bán, giá lăn bánh cũng như là thông tin trả góp, chi tiết thông tin những điểm mới của chiếc Mercedes-Benz C300 AMG 2023 để nhận được các thông báo mới nhất từ kênh mua bán xe cũ thì anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh nhấn chuông để nhận được các video em cập nhật hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại